got up. Here. Going up. It's so tall. Here. Ôi bữa nay trời nắng đẹp nè bác Thinh ơi. Ở trong nhà không có đi ra ngoài. Đi ra nhổ cỏ với Daddy ha. Ok. Phụ Daddy nhổ cỏ nha. Nè. Cỏ ở đây nhiều nè. Nè. Ngồi đi. Ngồi đi. Rồi. Được chưa? Không. Nhổ bằng tay. Yeah. Để vô nè con, để nhìn nè. Thôi em điều làm nha. Em nuôi chân. Em điều cầm hai tay. Đây. Em nuôi đem được. Ơi, đẩy lên. Đẩy lên, đi xuống. Đi xuống. Yeah. Dối. Rồi tới kia bỏ, rác ra. Rồi đưa lại đây. Có quê à? Ừ, đây bụi nữa nè. Đây. Mình phải tìm bụi cỏ. Đây nè. Nha, nhảy lên. Nhảy lên. Sai rồi, nhảy lên chứ. Anh chưa ném xong được. Ừ, anh nhiều lại không được. Yeah. Đấy. Again. Wow. Dối. Phụ làm với em đi. À hay à. Đó, em làm được mà. Đưa đây đi. Đưa đây đi mượn. Đưa đây bà nhổ cỏ cho nè. Đây nè. Đó nè. Lại đây. Đó, nhổ lên. Đi xuống. Giỏi. Rớt rồi. Đây nè. Nè. Nè vô. Thấy chưa? Ở đây trời. Rồi nhổ lên. Ở đây trời. Đi lên. Ở đây trời. Nhổ lên. Đi lên. Yeah. Rồi đó, đây rồi đây. Nè. Ở đây nó lớn rồi nè. Nè con nhỏ ơi, nhổ lên. Yeah. Thì thôi. Để lại đây đi chị. Bụi cỏ đây nè. Nhổ cỏ. Nhổ cỏ đây. Yeah. Nhổ vịt. Nhổ vịt. Rồi đi nhổ đi. Đi. Đây đây đưa ba. Yeah. Đây nè. Bữa nào đây đi mua thêm cái nữa cho hai đứa nha. Hai đứa. Hai đứa cầm hai cái đi nhổ nha, không có giành lộn nữa nha. Ba đứa. Ba đứa luôn hả? Hai đứa. À hai đứa thôi. Để đi ở không. Ừ. Trắng. Butterfly. Bây giờ cái đó lấy giống mấy mày. Lấy giống. Nhưng mà cái bông đó nó đâu có đẹp đâu ta. Bông này bông cánh chuồng hả? Cánh chuồng chuồng mà nó nhỏ nhỏ. Không có bông bánh bò hả? Bông bánh bò mình có. Sao thì bữa nay nó đi. Có phô phổi. Bỏ ra đây.
làm thử nó chìa mà nó ra nó bì ra cái bụi. Mấy cái bụi bông đó nó lớn. Tàn cây này nó to quá trời to luôn, mà cắt hết nửa dục rồi, mà giờ còn nửa bự. Chụp hình không? Né, u bông đẹp quá mà. Dụ mấy nhỏ vô đây cho anh chơi nghịch. Lại đây chụp hình không? Yeah. Hai băng. Hỏi băng. Love it. Đúng đó. Bên đó đi kìa. Biết đường đi không? Biết đường đi không? Đây nè, đường đây, đường đây. Đó, thẳng qua. Dẹt cây lên. Đường đây. Anh không dám mở đường đi. Đi đi. Cố lên. Đi đi qua đây. Đó, đi vô, giảm lên. Băng qua đi luôn. Giảm lên. Cố lên. Đi bắt bướm ơi. À đi vô trong đó bắt bướm, bắt sâu gì đây. Đây nè, nhà mình có cá rau rau. Nhà mình có cái phà, có công viên thiệt đẹp đây mà đi vòng vòng đi chứ cần gì đâu đi xe ha. Ừ. Rau min kìa. Ừ. Đi ra coi ta. Rau min là rau gì? Rau không lủi. À, thấy rồi. Oh stick. Oh no, that's stick. Ừ. Nhà mình có cái farm bông đây mà mình đi vòng vòng trong đây mình cũng có ấy đúng không? Thư giãn đúng không có trên ha. Bây giờ là mấy cái công viên rồi nó lockdown hết rồi, người ta không có đi chơi được. Mình ở trong nhà mình có cái farm, có cái farm bông là mình đi chơi đúng không? Yes. Bông. Trình lấy cái mũ xuống, mũ trên đầu xuống được không? Yes. Lấy đây. Gửi cái hất xuống, lấy cái đội mở mũ ra, hất ra cho nó ấm cái đầu về. Oh, it's so cold. Con thấy con bi trong đó không? Ừ thì con đội mũ hồi nãy giờ ta thấy. Thấy băng này màu gì này? Màu trắng. Trắng con này. Màu gâu. Màu gâu hả? Băng hồng màu gì vậy? Băng hồng màu gì đây? Màu trắng. Băng hồng màu gì vậy? Băng màu gì? Đó có con ong ở kia này đó, trên này có con ong ở đó. Thấy không? Có. Wow, cái farm bông này mình đẹp hơn công viên luôn ha, ở trên ha. Mình làm thêm vài cái giường này nữa, có lockdown rồi cũng có cho giải trí ha. Bông này màu màu hồng, hồi hồi đã mới đào mua thì giờ thì trồng rồi nó chết lên chết xuống. Tự nhiên bây giờ nó nứt lên đi, bẻ nhánh gắm nó mọc tứ tung ha. Giờ âm sầm luôn. 21 nhổ cây màu trắng đi quăng nha. Còn cái phè chuối nè. Phè chuối cắt củ nè. Thấy củ không? Lấy nó héo rồi đó. Ừ, lấy nó tàn là bắt đầu củ nè. Củ là bữa hôm qua nhổ được mấy cây nè. Có củ rồi hả? Có củ rồi đó. Nè. Ở dưới này có cái cây non này. Cây non nó lên nhưng mà củ á thì mình ăn cái củ đây được. Nè. Củ nè. Có âm sâm nè. Nhưng mà muốn cho nó bự nữa thì cũng 1-2 năm nữa là nó ra một bụi bự. Dù mấy cái củ nó già sao? Nó cứ bàn ra hoài thì cái củ này già thì mình ăn. Còn mấy củ non này nó cứ đi ra miết. Lớn lần đi. Về được mấy bụi? 1, 2, 3, 4, 5. Ủa sao cái này nó bị sót rồi? Quên trồng lại hả? Ừ, quên trồng. Trồng cái dãy bên đây nó ấm hơn. À, trồng nguyên dãy đây. Ở đây cái bay này. Cái gì
trăng, không cần phân gì hết, canh nước thành nó lên. Bay bằng à, không hồng lên đây để nó cao cái gì, nó cao nó lên bông nhỏ, nó lên bông lớn. Giờ cắt là sợ nó không nổi nữa, nó đã thử năm. Dụ mấy nhỏ đi vô. Vô đây chơi nè con. Vô đây với mẹ nè. Đi vô má mẹ. Ừ, đi vô má mẹ. Nè cá rau nè, hải rau vô vô ăn sống nha. Yes. Nó bò ra quá trời nè. Ở đâu họ đã đem giam mấy bụi vậy, giờ nó mờ âm sầm á. Anh Diều vô đi hái rau không? Yes. Yeah. A sitting. A sitting. Cái này gãy mà mình găm xuống nó bỏ sống nha mẹ. Daddy by here. Ờ dĩ nhánh đó mình chỉ trồng thì mình lấy thôi. Mình ghim xuống nó sẽ sống. Daddy. Wow. Daddy. Cái gì vậy? Nè cho con băng nè. Dắt kì dặm cái gì dưới này. Không xe hết đó, đi tiếp. Đây, đây, đây tiếp. Ô, bên này có mấy cái cây non mà không lúng cái đầu lên rồi. Ừ, cho trồng cho đó. Bắt con bướm, bắt con bướm. Nó bắt con bướm. Hello. Hello, Austin. Angel. Hello. 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 Angel. Angel. Đâu đấy, đâu đi được theo con. À con bướm nó bay rồi hả? Bướm bay rồi, bay vô trong giường bông kia nè. Bướm bay vô giường bông, đi vô giường bông tìm. Đây. Vô trong giường bông mấy mì đó, đi, đi, đi. Vô farm bông qua bên. Rớt cho chúng chân em á. Ừ. Đó có con ong nè, quá trời ong luôn nè. Cùi gai á, cùi gai bông hồng á. Hồng đi đường khác, đi đường khác. Qua kia, qua kia, lưu lại, lưu lại. Bằng đi tụi my stick or cages. Ừ, bạn bước qua, bước ra. Đó, con ong con bướm ở trong này nè, chứ đâu. Thấy không, có Trình thấy không? Có Trình thấy ong không? À, gai dính áo rồi. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đứng yên, rồi. Rồi đi ra. Lạc vô cái phần bông. Ơ, gai, 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 gai. Đi ra đường này. Đi ra đường, ở trên đi ra, dắt em ra. Lạc vô phần, đi đường kia. Lạc vô phân bông mấy mì là gai bông hồng rồi không. Ừ. Đi đây nè. Quán thử đây. Yeah. Yeah. Yeah, gần được rồi đó. Yeah. Yeah. Dối. Rồi, một nè. Ha ha ha.
Làm không được anh hú luôn rồi.